Hầu hết các tế bào đều mang bộ gen hoàn chỉnh trong nhân, và khi tế bào phân chia và già đi, chúng có thể nhận ra các đột biến trong bộ gen của mình. Một số đột biến là vô hại và những đột biến khác có thể được sửa chữa, nhưng đôi khi các đột biến có hại vẫn tồn tại trong bộ gen. Nếu các đột biến có hại bắt đầu hình thành hoặc nếu chúng xảy ra ở một số gen quan trọng nhất định thì bệnh ung thư có thể phát sinh. Các nhà khoa học càng có thể tìm hiểu về các đột biến dẫn đến ung thư thì càng có nhiều khả năng rằng các liệu pháp điều trị hiệu quả có thể được tạo ra để ngăn chặn ung thư phát triển hoặc lây lan. Các nhà khoa học hiện đã tìm thấy nhiều đột biến thúc đẩy ung thư hơn. Phát hiện đã được báo cáo trên tạp chí Science trong nghiên cứu này. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng giải trình tự toàn bộ gen để nghiên cứu các bệnh ung thư xảy ra trên 12.000 bệnh nhân, bao gồm cả các khối u nguyên phát và ung thư di căn. Nghiên cứu cho thấy một số đột biến có thể tiết lộ lịch sử cá nhân về cách DNA bị hư hỏng và sửa chữa ở một bệnh nhân, và dẫn đến ung thư. Bằng cách giải trình tự toàn bộ gen của các tế bào ung thư, các nhà nghiên cứu đã xác định được các dấu hiệu đột biến có thể cung cấp hiểu biết sâu sắc về những ảnh hưởng của môi trường và sinh học đối với sự phát triển của ung thư, chẳng hạn như hút thuốc, tiếp xúc với tia UV hoặc sự gián đoạn tế bào. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 58 dấu hiệu đột biến mới. Họ cho rằng có thể có những nguyên nhân gây ung thư khác mà chúng ta chưa biết nhiều. Lý do quan trọng để xác định các dấu hiệu đột biến là vì chúng giống như dấu vân tay tại hiện trường vụ án, chúng giúp xác định thủ phạm gây ung thư. Một số chữ ký đột biến có ý nghĩa lâm sàng hoặc điều trị, chúng có thể làm nổi bật các bất thường có thể được nhắm mục tiêu bằng các loại thuốc cụ thể hoặc có thể Serena Nixaino, một giáo sư về y học gen và tin sinh học tại Đại học Cambridge cho biết. Nixaino cho biết, các nhà điều tra cũng đã phát triển một công cụ tính toán mà các nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm sàng có thể sử dụng để đánh giá các dấu hiệu đột biến mới và cũ ở bệnh nhân. Công cụ này được gọi là phím, và nó có thể cải thiện việc quản lý các trường hợp ung thư. Chữ ký đột biến là một ví dụ về việc sử dụng toàn bộ tiềm năng của WGS. Chúng tôi hy vọng sử dụng các manh mối đột biến được thấy trong nghiên cứu này và áp dụng chúng trở lại quần thể bệnh nhân của chúng tôi, với mục đích cuối cùng là cải thiện chẩn đoán và quản lý bệnh nhân ung thư, nghiên cứu cho biết thêm đồng tác giả, giáo sư Matt Brown, giám đốc khoa học của Genomics Anh. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!